con nói đi. À, con là Hẳn, con ba con là ông Hai Khánh. Đó giờ về đây chứ cũng không biết dòng họ gì nhiều, tại ba không có ít khi dắt về. Thì đang có bác cũng quay phim này thì gửi, thì nếu mà con về đây mà có gì sơ sót thì mấy bác mấy cô rồi tha thứ cho, bỏ qua cho con. Đó, thì ba con sống đây có mình thì cũng gì nhờ mấy bác mấy cô rồi giúp đỡ cho ba con thì con cảm ơn. Con chỉ nói nhiều đó thôi. Con kể cái lai lịch của con đi học làm sao rồi sao đó. À, đi sang Đức ra không? À, à, khởi đầu con đi năm nào? Xưa thì làm cơ quan tỉnh An Giang, thì có được tiêu chuẩn đi đi Đức, cho đi học nghề 3 năm, học cơ khí. Năm nào? Năm 1988, thì lúc đó rồi con dòm sơ, thì cũng con làm hồ sơ rồi đi sang Đức. Thì sang Đức đúng dịp bức tường Berlin sụp đổ thì con ở lại luôn cho tới bây giờ cũng 21 năm rồi. 21 năm ở Đức. Vợ mấy con? Vợ ở đâu? Một vợ, hai con. Vợ quê ở Đà Nẵng. Hai đứa con gái lớn năm nay 18 tuổi rồi. Tới 31 tháng 8 này là đúng 18 tuổi. Trai được 9 tuổi. Má con tên là gì, ở đâu? Má con tên là Đỗ Thị My Châu, ở Long Xuyên. Gặp ba con năm nào? Ồ, cái đó con không biết. Nhưng mà chỉ có sinh con một mình con hay là sao? Nhà con thì có 6 chị em, con thứ ba, người chị thứ hai, lại thằng em trai và ba đứa em gái. Đi nay là 11 năm mới về hả? Vậy này là thứ ba, mình cách đây 11 năm rồi. Lần thứ ba? Dạ. Vậy này là lần thứ ba rồi? Dạ, lần thứ ba. Vậy năm nào với năm nào? Năm 96 về một lần, năm 98 về một lần. 98, dạ. Nay 11 năm rồi. Dạ, đúng 11 năm. Con về đây con thấy thế nào? Vì cái này là cái gì là nhìn không ra nữa. Không, nhà cửa nhiều quá, dân đông quá hả? Dạ, vô nhà bác Tư mà kiếm cái đường hồi xưa chưa có xây cổng rồi. Nhớ mang máng mà hôm qua kiếm hoài chạy tới chạy lui, không thấy cái đường hẻm để quẹt vô. Hay vậy bị xây cái cổng rồi. Sao anh gì dắt tới đó nhìn thấy mới biết. Vậy, thay đổi. Bây giờ bến đang làm gì vậy? Dạ, con làm công nhân hãng. Gia công cho xe BMW của Đức. Làm hãng nó cũng được mười mấy năm rồi. Nè nói đi. Hả? Không có nghe. Không nghe hả? Điếc nặng quá hả? Nay có thằng con về vui không? Không nghe rồi. Hỏi con về có vui không? Vui chứ. Vui hả? Con về là mừng lắm nha. Mừng lắm hả? Ở nhà ba con có mua cái máy nghe đó chứ. Không có mua cái máy hiệu Siemens cũng của Đức á. Có hả? Có máy 6.000 mà cũng không nghe gì hết. Chắc nặng quá. Cái này là phải đo, phải đúng bác sĩ tai mắt mũi họng nó đo thì mới chuẩn được. Quay phim hả? Dạ. Quay phim hả? Dạ. Quay phim. Quay phim này đó là bỏ lên mạng đó. Tôi là dòng họ bà con mình ở trên khắp thế giới đó. Nước nào cũng có thể coi được. Vừa coi thấy hình mà vừa nghe được tiếng nói. À bây giờ tiến bộ rồi. Quay phim đưa lên mạng. Bà con bên Mỹ, bên Úc, bên Pháp gì đó là mở máy lên là coi là thấy. Máy này vừa chụp hình vừa quay phim luôn, giống như máy của Ngọc Anh nãy vậy đó, cũng quay phim được. Bữa nay là cúng 100 ngày cô Năm ở cái chùa Thái Nguyên này nè. Bển còn có coi cái đám tang của cô Năm đó. Có. Nay cúng 100 ngày. Còn chút đi thầy hả? Thầy có thời gian con cũng ra.
nếu mà con có trưa con có rảnh thì ra khoảng 11 giờ. Không, con 11 giờ rưỡi là con bay. Để nó về. Vậy con. Contre toi, et je crois encore la première fois.